Cảnh báo, đây là chiếc video chỉ nấu ăn dành cho người lười. Mọi người có tin là lá đinh lăng nấu ăn được không? Chỉ cần trứng và đinh lăng thôi. Dột. Trước khi nấu ăn thì làm ơn rửa sạch rau giùm tôi cái nha mấy bà. Đầu tiên là cắt nhỏ lá đinh lăng. Ví dụ mà lười quá thì cứ nghĩ tới mặt người yêu cũ mà băm nha. Băm xong rồi thì đập. À, đập là đập trứng nha. Hay làm cho cả nhà ăn nên mạnh dạn đập bốn trái. Gia vị thì tùy tâm, khi nào tổ tiên bảo dừng thì dừng. Ok, thả lá đinh lăng vô. Chỉ cho khúc này nghĩ tới đứa mà mình ghét á. Rồi đánh. Đánh trứng cho đều nha, thật là mạnh tay vô. Đúng rồi, vậy đó. Vậy mới vừa với cái nư của tôi. Giờ thì bắt bếp lên, chảo nóng thì cho dầu ăn. Dầu nóng thì mình đổ trứng vào. Xong thì mình tráng cho đều, vậy thì trứng mới đẹp được. Khúc này thì hạ cái lửa nhỏ nhỏ xuống thôi để cho trứng chín kỹ. Còn ai sống vội vàng quá thì tắt bếp nha. Giỡn thôi, trứng sống sao mà ăn. Chờ một xíu là trứng chín rồi. Nhìn cái gì nữa mà không bới liền chén cơm nóng chứ. Rồi bây giờ thì thả bà trứng vô nè. Má ơi, nhìn nó hấp dẫn chưa kìa. Trời ơi, mọi người nhìn kìa, trứng ăn rất béo luôn. Lá đinh lăng thì nó có hậu vị rất là ngọt. Gia vị may mắn là tổ tiên độ nên là nêm nếm vừa ăn, chứ không tối nay ăn đòn thay cơm rồi. Mà cảm thấy mình nóng tính thì trang trí thêm ớt nha. Trứng chiên đinh lăng làm chưa tới 5 phút mà đã có 5 công dụng tuyệt vời. Giải nhiệt, đẹp da, trị ho, tăng cường sức đề kháng, cuối cùng là lợi sữa cho phụ nữ. Củ của cây còn được ngâm rượu. Cây đinh lăng dễ trồng, dễ dùng, có thể trồng trọt và đa công năng. Chờ gì mà không lên ngay website cancai.vn để đặt ngay một cây về nhỉ. Nhớ like video để tôi có động lực ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Hoàng Long Garden xin chào.